đã vào 30 phút, món đã kêu, để trên quầy. Trời ơi, ông bị điên hả? Ông câm rồi hả? Em kêu tôi im lặng. Trời ơi, mộng thường quá là mộng thường. Chiều nay mà trúng một cái hả? Mình làm gì ta? Đập banh cái nhà này luôn. Mua thêm hai miếng đất kế bên, xây một cái biệt thự. À, sau đó mình sẽ xây một cái hồ bơi, thả cá vàng xuống cho nó bơi lượn. Tiếp theo, cưới tiếp một con vợ hai về lập phòng gì? Gì hả? À, đâu có gì đâu. Mới nghe em nói gì hai. Ờ... định lấy vợ hai đúng không? Có đâu, mệt mà quá. Tôi nói là hôm nay là thứ mấy, hôm nay là thứ hai. Nè, thứ hai nè, chữ thứ hai nè. Vé số đâu ra? Vé số của tôi mua chứ đâu ra. Tiện đâu mua vé số hả? Trời ơi, tội nghiệp lắm. Tôi kể cho em nghe, tôi đi chợ thấy từ xa một con nhỏ, trời ơi, nó có chút xíu rồi nè. Nó bị mồ côi, tội lắm. Anh phải tới á, anh mua vé số cho nó, rồi nó cảm ơn anh mà hai dòng nước mắt nó chảy. Trời ơi, xót xa người tình si ghê luôn á. Thương đứt ruột luôn á, thương lắm. Đứt ruột vậy luôn á? Ừ, thương dữ lắm. Này, gì vậy? Làm gì vậy? Đưa ba tờ cho tôi nhanh. Vé số mà cũng bóc lột nữa. Bóc đi sao không bóc? Chiều nay trúng tôi cho ông 10.000. Ác được phải thôi, để dành dụm mấy tháng trời không có ăn uống gì mà nở lòng nào trắng lọt của ông ta. Anh Mộng Thư. Cái gì? Anh biết tin gì chưa? Tin gì? Ở ngoài chợ xuất hiện một con nhỏ đẹp ơi là đẹp đi bán vé số. Nguyên một chợ bu lại mua sạch bách luôn. Gì cười vậy? Mày có tin tao dán vô mắt mày không? Mày đuôi hả? Mày đuôi không mày? Ủa? Anh mua con nhỏ đó luôn hả? Trời ơi, tao là cái người mở hàng đầu tiên luôn. Tao thấy nó đẹp đầu tiên luôn. Mày quá muộn màng rồi. Sao mua con tờ vậy? Nghĩ sao vậy? Tao mua 80 tờ, bán hết nguyên chợ luôn. Giữ tờ làm kỷ niệm chơi vậy đó. Vậy cho em luôn tờ này đi. Rảnh quá hả? Thần tài gõ cửa đó mày. Không ngờ mặt anh vậy cũng dễ gái ghê ha. Gái đẹp ai mà không mê. Không phải là mê gái, mà là cái này mình yêu người, yêu đời, trân trọng cái đẹp, đúng chưa? Một cô gái xinh đẹp vậy mà họ không lấy nhan sắc họ ra để họ làm những chuyện tà đạo, mà họ đi buôn bán chân chính vậy, mình phải yêu họ, phải trân trọng họ. Không biết bao nhiêu cô gái đẹp, không lười lao động, làm những chuyện không đúng, những cái người đó là mình lên án, hiểu chưa? Anh hay quá, quá cao thượng. Bình thường thôi, chẳng qua là mình cảm được cái đẹp, hiểu chưa? Giờ anh thí dụ em nè, con vợ anh mà lỡ có đi bán vé số, không biết ai mua. Ủa, sao vậy? Em thấy chị Tiên Sa cũng đẹp lắm á. Dám đẹp đâu, mặt bả như phù thủy vậy. Trời, giao cho bả 10 tờ thì sáng tới chiều coi, bán ai mua không? Cùi sức móng. Tệ dữ vậy. Ê, mới nghe gì 10-10 á. Mua 10 tờ số nữa hả? Có đâu. 10 tờ đâu mà 10 tờ, ta đang nói chuyện á là nếu mà anh mà có tiền là anh ủng hộ con bé đó 10 tờ luôn á, thương nó đứt ruột luôn á. Ờ đó thận tạo đi nha. Giấu giấu đi nha, tôi mà phát hiện biết tay tôi. Quán đang ế gặp cái thằng này nó thấy hãm tài rồi đó. Nghi chắc đóng cửa quán luôn á. À, chị, sẵn đây cho em hỏi cái nếu mà chị không bán cà phê thì chị bán gì chị? Trời, bán gì hả? Thì mình có tay có chân, ví dụ không bán cà phê được thì mình làm khác, miễn sao làm ăn lương thiện chân chính là được rồi. Chị khác làm cái gì? Trời ơi, thậm chí hả, đi bán vé số thì cũng đi bán nữa. Trời ơi, cái mặt chị bán ngày không được chục tờ nữa. Ai nói với em vậy? Ấy chà, tao nhức cái đầu mà đau cái bụng quá vậy. À, ổng mà ổng thương. Ông dám nói là tôi bán vé số không ai mua hả? Tại sao vậy hả? Hả Mộng Thương? À, tôi chưa có thấy người chồng nào với ông hết đó. Thích nói xấu vợ mình lắm hả? Anh xin lỗi mà. Xin lỗi cái gì? Con nhỏ kia nó đẹp quá đúng không? Tội nghiệp quá đúng không? Nó bán vé số thì có người mua, còn tôi bán thì ông nói là không ai mua hết. Anh xin lỗi.
Bây giờ tôi không cần xin lỗi, tôi chỉ cần ông trả lời cho tôi biết là có hay là không. Anh xin lỗi mà. Có hay không? Có. Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi không hiểu nổi luôn nha. Đàn ông người ta mở miệng ra là bông là hoa, là lời hay ý đẹp. Còn thằng chồng tôi á, nó mở miệng ra là nó nói xấu tôi không à. Giống như là con mụ đàn bà vậy đó. Tôi cấm nghe chưa? Kể từ ngày hôm nay, ông không được mở miệng nói tiếng nào hết. Cấm luôn hết chưa? Biết rồi, xin lỗi mà. Thôi xin lỗi, cấm. Làm gì vậy? Dán cái miệng lại. Ai ai. Chủ quán ơi, chủ quán ơi, chủ quán, chủ quán ơi. Cho em 2 ly cà phê đá nha. Ở đây có gì vậy không anh? Mì tôm. Cho 2 tô mì tôm. Chủ quán. Cho 1 ly cà phê đá. Lâu quá vậy ta. Chủ quán ơi, chủ quán ơi. Ơi ơi. Ủa, chủ quán đâu em? Dạ, em là chủ quán hả? Ủa, em là chủ quán hả? Dạ. Ừ, hồi nãy tụi anh kêu 2 ly cà phê lại 2 tô mì á, sao lâu quá vậy? Ủa, ba anh kêu hồi nào? Kêu nãy giờ rồi. Kêu ai? Ủa, giờ kêu cái anh gì đó. Em là chủ quán, còn anh kia là chồng em. Kêu ly cà phê 30 phút chưa có nè. Ừ. Ủa vậy hả? Ừ đúng rồi. Kêu 30 phút rồi chưa có. Chưa. Cái gì kỳ vậy trời? Bóng thường. Sao khách kêu nãy giờ 30 phút rồi chưa có? Ừ đúng rồi đó. Khách đã vào 30 phút, món đã kêu, để trên quầy. Trời ơi, ông bị điên hả? Ông câm rồi hả? Em kêu tôi im lặng. Trời ơi, mỏng thường quá là mỏng thường. Ông không làm thì ông phải kêu tôi làm chứ. Trời ơi, tức quá đi. Con mời ba mẹ ăn cơm. Ừ, ăn đi con. Dạ. Chúc ngon miệng. À, ý ba là chúc mọi người ngon miệng á mà. Dạ con thịt đi nè. Con có rồi, giờ con gấp cho ba nha ba. Dạ đây. Dạ. Ba có sao không ba? Ăn rau đi con, ba không sao. Dạ đây. Ngon. Ủa mà ba chơi trò gì vui vậy? Cho con chơi với. Chỉ cần im lặng và trao đổi qua giấy bút. Ba cho con mượn giấy với bút đi. Lo ăn cơm đi, không có chơi nữa. Dẹp đi. Anh muốn cái gì thì anh nói ra đi. Làm cái gì mà viết giấy hoài vậy? Bị câm hả? Một mình anh là đủ rồi, bây giờ còn bày cho con nữa. Anh muốn cái gì anh nói đi. Không, nói thì bị dán miệng thì sao? Rồi, con hiểu rồi. Tại vì mẹ không cho ba nói chuyện, ba mà mở miệng là mẹ dán băng keo vô miệng ba. Ba lớn rồi chứ đâu phải là bằng con đâu. Người ngoài nhìn vô kỳ chết. Anh muốn cái gì thì anh nói đại ra đi. Giấy hoài à, tôi cho phép anh nói á. Tôi chán lắm rồi. Em chán, tôi chưa chán. Bây giờ anh muốn tôi làm sao đây? Xin lỗi, đúng
rồi, mẹ xin lỗi ba đi mẹ. Xin lỗi. Xin lỗi có tâm đi. Em xin lỗi. Được chưa? Yes. Mẹ xin lỗi người ba, ba nói đi ba. Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa? Đúng rồi. Nè, tôi không có giỡn đâu nha. Đúng rồi, mẹ nói đúng rồi đó ba. Ba nói đi ba. Anh không giỡn, anh mất tiếng. Anh mất tiếng hả? Cho vừa, giá trò trong câm luôn đi. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ dưới chén quét nhà làm.